Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, Biển Đông là một trong những trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng diễn ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2019 tại Bangkok, Thái Lan. Trước những hành động ngày càng hung hăng của Bắc Kinh tại Biển Đông, Việt Nam hiện là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc, khác với thái độ của một số nước ASEAN có tranh chấp. Tránh và không thể đối đầu trực diện với Trung Quốc – Việt Nam đã rất kiên quyết và khôn khéo trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Theo một số chuyên gia, Hà Nội đang khéo léo mở ba mặt trận chống Trung Quốc: tăng cường khả năng quân sự, đấu tranh về mặt ngoại giao và giảm sự phụ thuộc vào Bắc Kinh để đối phó với những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc tại biển Đông. Việt Nam đã chi 5,1 tỷ đô la cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2019, trong đó 32,5% dành cho việc mua trang thiết bị quân sự. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam dự kiến tăng hàng năm vào khoảng 9,43% trong giai đoạn 2020-2024 để có thể đạt đến 7,9 tỷ đô la vào năm 2024. Tuy nhiên, tương quan lực lượng rõ ràng thiên về phía ở Trung Quốc với ngân sách quốc phòng lên đến 228 tỷ đô la. Ngoài ra, số quân nhân giữa hai nước cũng rất chênh lệch. Việt Nam có khoảng 482.000 quân nhân thường trực, trong khi Trung Quốc có gần 2,3 triệu quân. Nhiều dữ liệu khác cũng cho thấy sự chênh lệch này. Việt Nam có khoảng 2.575 xe tăng so với 13.050 xe tăng của Trung Quốc, 6 tàu ngầm so với 76. Việt Nam có 64 tàu chiến các loại so với của Trung Quốc là 714 tàu. Trong đó thì Việt Nam không có tàu sân bay, tàu khu trục. Vậy, Việt Nam có chiến lược gì để có thể kiềm chế nước láng giềng khổng lồ, đặc biệt là tại Biển Đông? Nhà nghiên cứu về Biển Đông Laurent Gedeons Giảng viên Trường Sư phạm Liêm đã đưa ra những quan điểm cá nhân trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Tham. Chúng tôi xin được trích nguyên văn quan điểm của nhà nghiên cứu này về tiềm lực của Việt Nam để đối phó với Trung Quốc. Xét về thực lực, Việt Nam không thể đối đầu trực diện với quân đội Trung Quốc. Vậy, Việt Nam có thể làm được những gì để hạn chế Trung Quốc tung hoành tại biển Đông? Trước tiên, chúng ta cần đặt ra câu hỏi là nếu trong trường hợp xảy ra xung đột giữa hai bên thì sẽ là ở đâu? Việc Việt Nam có đường biên giới trên bộ với Trung Quốc khiến cho người ta có thể hình dung đến khả năng xảy ra xung đột trên bộ. Nhưng trên thực tế, nếu giả sử xảy ra xung đột, thì có lẽ sẽ diễn ra trên biển và có nhiều khả năng là trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu như căn cứ vào thực tế của xung đột trên biển hiện nay, không chỉ ở Biển Đông nói chung mà kể cả trong vùng biển của Việt Nam và trong giải thuyết này, lực lượng hải quân Việt Nam sẽ giữ thế phòng thủ chủ yếu là chống lại hành động của quân đội Trung Quốc và sẽ tiến hành những hành động có chủ đích giúp họ giữ được lợi thế kỹ thuật, bất chấp bối cảnh bất cân xứng với đối thủ. Chính vì thế, trong vài năm gần đây, Việt Nam đã mua nhiều trang thiết bị quân sự để cân bằng phương tiện. Chúng ta có thể nhận thấy điều này qua nhiều lĩnh vực, như việc mua 6 tàu ngầm kilo, dù chỉ mang tính chất tương đối, nhưng điều đó cũng đã giúp Việt Nam tăng khả năng săn đe so với lực lượng của Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng triển khai nhiều phương tiện theo dõi quan trọng, trong đó có thiết bị bay không người lái, hệ thống SADA thế hệ mới, các lực lượng tại chỗ và máy bay. Quân đội Việt Nam có một bước phát triển hướng ngoài, thông qua chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập, gọi tắt là A2AD, một khái niệm chưa có trước đó tại Việt Nam. Chiến lược này nhằm bảo vệ những hòn đảo mà Việt Nam kiểm soát tại quần đảo Trường Sa và dọc bờ biển Việt Nam. Chiến lược này cũng góp phần vào việc tăng khả năng phòng thủ của Việt Nam thông qua việc phát triển hệ thống tên lửa tầm ngắn và tầm trung mà Hà Nội trang bị trong những năm vừa qua. Theo tôi, trong trường hợp xảy ra đối đầu trực tiếp với quân đội Trung Quốc, Việt Nam sẽ không giành được chiến thắng về mặt quân sự, dù quân đội Việt Nam có nhiều chiến lược, nhưng Việt Nam có thể sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc và sẽ khiến một cuộc tấn công của Trung Quốc trở nên kém hiệu quả hơn. Vậy Việt Nam đang mở rộng quan hệ hợp tác với quân sự nước ngoài, liệu chiến lược này có nguy cơ trở thành một con dao hai lưỡi hay không? điều đáng lưu ý là việt nam thực hiện chiến lược ngoại giao vận động hành lang từ trong nhiều năm nay và rõ ràng là hà nội nhận thấy sự phát triển những mối quan hệ như thế này là một yếu tố cân bằng một cách bù vào mức độ tranh lệch đối với trung quốc hà nội tìm cách phát triển quan hệ chí ít là về mặt quân sự với nhiều đối tác như là đối tác chiến lược với nhật bản một ví dụ khác là mối quan hệ với hoa kỳ đã được tăng cường hơn rất nhiều điều này không có gì đáng ngạc nhiên nếu như nhìn vào những điểm tương đồng về lợi ích giữa hai nước khi mà cả hai đều lo ngại về ý đồ bành trướng của Bắc Kinh tại Biển Đông, rõ ràng phía Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sự năng động này trong tương lai, song song với việc số lượng trang thiết bị quân sự của Mỹ cung cấp cho Việt Nam đã tăng gấp đôi kể từ khi lệnh cấm vận được bãi bỏ vào năm 2016. Từ đó, Hà Nội đã mua nhiều máy bay không người lái, tàu tuần duyên và nhiều trang thiết bị khác. Ngoài ra, Việt Nam còn tăng cường hợp tác quân sự với nhiều nước khác như là Úc, Ấn Độ cũng như là nhiều nước tại châu Âu về câu hỏi chiến lược này có phải là con dao hai lưỡi hay không trong mọi trường hợp đây là chiến lược cần được tiến hành một cách thận trọng bởi vì mục đích của Việt Nam là tăng cường khả năng quân sự nhưng không để bị phụ thuộc vào một hoặc là nhiều đối tác ngoài ra chiến lược này cũng không nên để Trung Quốc diễn giải như là một mối đe dọa vì vậy Việt Nam tìm cách phát triển khả năng phòng thủ và điều chỉnh các tuyên bố trong giới hạn khuôn khổ đòi chủ quyền như vẫn làm trong những thập niên vừa qua mà không bao giờ gồm những khu vực không nằm trong những yêu sách trước đó. Ngoài ra, về mặt thương mại, Việt Nam cũng phải tính đến việc Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trung Quốc cũng là nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ năm vào Việt Nam với số tiền gần 2,5 tỷ đô la trong năm 2018. Đó là một số yếu tố khiến chiến lược của Việt Nam khá tế nhị. Chiến lược đó không phải là không áp dụng được, nhưng cần được Hà Nội tiến hành một cách rất thận trọng. Và đó là điều mà Việt Nam đang làm một cách hiệu quả. Việt Nam đề ra chính sách 30, không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, không dựa vào nước này để chống nước kia. Nhưng trước sự đe dọa của Trung Quốc, liệu Việt Nam có nên xem lại chính sách này hay không? Giáo sư Lorang Gideon, đây không phải là chính sách gần đây mà xuất hiện lần đầu tiên trong sách trắng quốc phòng năm 1998, sau đó thường xuyên được nhắc đến vào năm 2004-2009 và tiếp tục được nêu lên trong luật quốc phòng mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Dù mang tính mệnh lệnh 30, nhưng thực ra chính sách này không hoàn toàn bỏ buộc và Việt Nam đã khai thác khía cạnh này dưới góc độ đối tác. Có 3 kiểu đối tác, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Cụ thể là Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, Úc, Pháp và đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. đáng chú ý là không có bất kỳ đối tác nào trong số này mang tên liên minh quân sự. Có thể thấy là Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ cũng như là hợp tác quân sự với nhiều cường quốc tham gia giữ gìn trật tự thế giới và đó là những lực lượng với nhiều lý do khác nhau tỏ ra ngờ vực Trung Quốc. Điều mà chúng ta có thể nói là Việt Nam vừa củng cố các phương tiện của mình, vừa phải làm việc trực tiếp với Bắc Kinh về các biện pháp xây dựng niềm tin nhằm ngăn cản trung quốc thống trị toàn bộ biển đông nhưng việt nam cũng phải tự chuẩn bị trong trường hợp gia tăng căng thẳng và hà nội đang thực hiện điều này qua việc tăng cường quan hệ các bên trên thực tế ít nhiều là những đối thủ của bắc kinh việt nam phải tính đến việc bên cam kết mạnh nhất và có sức mạnh quân sự lớn nhất đó là mỹ và mỹ lại có những mục tiêu riêng và những thách thức địa chính trị riêng và tình thế này cũng cần được nhắc đến với nhiều câu hỏi liệu việt nam có khả năng lấy lại các hòn đảo mà việt nam đòi chủ quyền mà không để xảy ra xung đột mà cuộc xung đột đó lại do những nhân tố khác khởi xướng ví dụ như là mỹ liệu mâu thuẫn hiện nay giữa bắc kinh và washington nếu gia tăng thêm có cho việt nam cơ hội không bị cuốn theo hay không một câu hỏi khác cũng được đặt ra liệu những cam kết của mỹ trong trường hợp quan hệ với bắc kinh được cải thiện có phải là một dấu chấm hết cho những yêu sách và hy vọng của việt nam một ngày nào đó lấy lại chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và một phần của Trường Sa hay không. Có thể thấy chính sách 3 không ngăn cản Việt Nam có những thỏa thuận quân sự, nhưng có vẻ không chắc cho Việt Nam bởi vì chính sách đó bị hạn chế trong những đòi hỏi chủ quyền. Biển Đông là một vấn đề căng thẳng trong thời gian gần đây, với sự hiện diện của tàu hải dương địa chất 8 của Trung Quốc trong vòng nhiều tháng. Giả sử trong trường hợp xảy ra xung đột nhỏ, khẩn cấp, Việt Nam có khả năng giải quyết như thế nào? Trường hợp trên giống như trường hợp Bắc Kinh Điều giàn khoan đến ngoài khơi đảo Tri Tôn vào tháng 5 năm 2014, có nghĩa là Trung Quốc dùng chính sách sự đá rồi, nhưng không thiên về hướng đe dọa quân sự. Lần trước Việt Nam cũng đưa tàu ra bám sát và phản đối ngoại giao, lần này phía Việt Nam cũng đã kiên quyết về mặt chính trị. Nhưng bên cạnh đó cũng đã không tìm cách dùng vũ lực đuổi tàu Trung Quốc. Quan điểm của tôi thì chiến lược này có lẽ là tốt nhất vì tránh được đối đầu trực diện, đẩy Việt Nam vào thế tấn công, không có lợi như thế phòng thủ. Và chiến lược này cũng cho phép Việt Nam duy trì được hình ảnh kiềm chế hợp pháp trước hành động được coi là xâm lược của Bắc Kinh. Và hành động này mang tính tích cực trong bối cảnh hình ảnh của Trung Quốc đang bị xấu đi trên toàn thế giới. Trên đây, chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài trả lời phỏng vấn của giáo sư Gedeon đối với tờ The Times về chủ đề tiềm lực quân sự của Việt Nam có đủ sức chống Trung Quốc bành trướng tại Biển Đông trong năm 2020 hay -20. không. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại